Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy và Giá Rẻ. Ok, tiếp theo hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một chiếc, đó là Accenter. Đó, chiếc này rất là ngon luôn. Đấy, các bạn nhìn đi, từ bố đầu lớp niền đồ là nó vẫn còn mới cứng luôn. Đó, các bạn nhìn đi, thì nói chung là cũng bị tròi sơ thôi, chứ không nhiều lắm. Mình sẽ quay chi tiết cho mọi người xem. Đó, người nhìn đi, quay chi tiết là cận cảnh ha. Đó, mọi người nhìn đi, cũng khá là ổn luôn. Chiếc này cũng bản số xe là 59S1 nha. Đó, mọi người nhìn đi, khi tại không lâu không chạy thì nó bụi tí thôi, chứ còn chiếc nó bên nào cũng mới cả. Đó, mọi người nhìn đi, chiếc này chạy cũng 30.000 thôi. Thì cái chiếc này là cũng bán 10 triệu. Đó, cái này, cái giá này, cái chiếc này thì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà tầm đó thôi nha mọi người. Thì nếu mà ai muốn mua thì liên hệ với mình sớm để mình hỏi lại cái giá, tại vì hôm nay cái anh trai của mình đi mất rồi, không có ở nhà. Nói chung là chiếc này mình mới thu nên mình không biết nữa. Đó, đẹp nha mọi người, gọi là Accenter. Thì có, tại vì hôm nay á là có một mấy người mà nhắn tin cho mình yêu cầu là mua dùm xe á, tìm dùm á, thì mình có cái anh ở Bạc Liêu rồi, anh biểu nhờ tìm dùm chiếc AB mà đời 2013, nhưng mà hiện tại thì AB đời 2013 thì mình tìm chưa có. Và một nhiều người nữa tìm Sirius, thì Sirius tới đi rồi mình sẽ giới thiệu cho anh em, có một chiếc mới thu được cái chiếc Sirius đó, thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Ok, rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu một chiếc tay ga cho mọi người. Đó, chiếc này mình thôi cũng còn khá mới luôn, nếu mà mọi người mà muốn mua thì cứ liên hệ với mình. Bản số này cũng bản số thành phố luôn nha mọi người, 54 25 27. Đó,